khu vực trưng bày các tác phẩm bonsai nhỏ và tầm trung tại triển lãm Sinh vật cảnh Bắc Ninh. Xin mời quý vị và các bạn tham quan và chiêm ngưỡng một số tác phẩm đẹp. Đây là một cây si. Tổng dáng cái này cũng rất là đẹp. Đây là khu vực để cây của thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh. Đây là một cây đa. Đúng lúc nó ra lá non thì nhìn rất là đẹp. Một tác phẩm đa được chủ cây chăm chút cho rất là cẩn thận. Đà lông yếu lắm. Nó bé. Đây là cây đa dáng làng của anh Hợp ở Từ Sơn, Bắc Ninh. Xanh bàm đá này. Loại đá này cũng là đá thấm thủy nhé. Số điện thoại của chủ cây này. Cái này ra cũng nhăn nhèo này. Tán mị. Đây là cây tường vi. Cây tường vi này có kiểu dáng cũng rất là độc đáo. Hai thân chính này và một thân tử nhỏ ở dưới này. Một tác phẩm xanh. Đây là cái sông rất là tuyệt vời, kiểu dáng lạ, trông như hình một con vật. Cây này đang ra nhiều quả nhỏ này. Chùm quả nhỏ của nó này. Đây là cái si này. Si bây giờ đang là hàng hot. Một cái si cũng rất là đẹp. Chỗ này thì tập trung cũng khá là nhiều tác phẩm si. Các bác, các anh em xem tiếp nhé. Đây cũng là cây si này.
thoại của chủ cây này. Cây xin đầy ánh sáng. Lúc cây xin ra lá non thì rất là đẹp. Xi nữa này, chỗ này tập trung rất là nhiều cây xi già, kiểu dáng cũng khá là đẹp. Cây này cũng rất là tuyệt vời, cây này thì quá già luôn, cây xi trực. Tán được làm tự nhiên, lá nhỏ rất là đẹp. Chân vệ hay. Cây nó già như này. Một tác phẩm si rất là tuyệt vời. Đây cũng là một tác phẩm si kiểu dáng lạ. Xì cổ. Bộ rễ cái này rất là khỏe. Cây xi này cũng rất là tuyệt vời này. Cây này cũng quá già. Cây xi chủ sở hữu là Nguyễn Văn Quân này. Bạn xem cái chân bệ của nó này. Vườn nhà có nhiều cây không anh? Đây là cây sơn liễu. Cây này cũng độc đáo, cũng có nhiều cái nét lạ. Để các tác phẩm sung này. Si dáng là mai chú thủy này. Hoa của mai chú thủy này. Yeah.
đây cũng là cây si. Cho nó xuất chuồng, những con gái từ đầu tiên chơi là phải sướng.